Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 6 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm quốc tế Việt Build 2024 đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với gần 2.000 gian hàng trưng bày, quy tụ nhiều thương hiệu uy tín ở trong và ngoài nước. Tham gia triển lãm quốc tế Việt Build Hồ Chí Minh 2024 với vai trò là nhà tài trợ chính, Eurowindow, thương hiệu uy tín hơn 20 năm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam đã giới thiệu hàng loạt giải pháp cửa thông minh thế hệ mới. Eurowindow đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm mới có tính năng đột phá, độ bền cao, an toàn, dẫn đầu xu hướng sống tiện nghi đang ngày càng thịnh hành ở Việt Nam. Đến với Việt Build Hồ Chí Minh 2024 lần này thì chúng tôi đã áp dụng rất nhiều những cái cải tiến phù hợp với xu hướng mới, có thể kể tới như là cửa sổ trời, cảm ứng thời tiết, cửa nhận diện bằng giọng nói tiếng Việt, đặc biệt là sản phẩm cửa UPVC 50 nát. Đa dạng về màu sắc, nổi bật về tính bảo mật và dẫn đầu xu hướng kiến trúc hiện đại. Các giải pháp của Eurowindow luôn đề cao hiệu quả công năng, tối ưu chi phí và mang lại giá trị bền vững lâu dài cho người dùng, cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, góp phần kiến tạo không gian sống chất lượng cho các gia đình.